Xin chào và cảm ơn các bạn đã dành thời gian ghé kênh và xem video nhé. Trước mặt chúng ta đây đang là những luống hoàn ngọc, cây hoàn ngọc đấy, hay còn gọi là cây xương khỉ, cây quân khỉ. Ở đây chỗ mình làm ở đây đang trồng cây này để lấy làm thuốc. Tuy nhiên là ngoài công dụng làm thuốc thì nó còn có rất nhiều cái rất hay về cây hoàn ngọc. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng các bạn một chút xíu gì đấy về cây hoàn ngọc để chúng ta có thể gọi là cùng giao lưu chia sẻ với nhau. Đây là những luống hoàn ngọc được trồng từ đầu năm, tính đến giờ đang là tháng 8 âm lịch. Thì nó gần được 8 tháng rồi, qua xuân đã trồng. Bây giờ nó đang sinh trưởng rất mạnh. Nhìn đấy, mình đi vào vườn này nó còn lút đầu. Chỗ thấp thấp thì nó rơi vào tầm 1,5 m. Tức là nó đã đạt từ 1,5 m đến hơn 2 m. Cây hoàn ngọc này như mình vừa nói là có công dụng làm thuốc, thì đại đa số được sử dụng để làm thuốc điều trị đường ruột các bạn nhé, như đau bụng, ỉa chảy, tiêu chảy này. Ngoài ra còn hỗ trợ đau dạ dày, tá tràng. Còn với cái hoàn ngọc này thì đặc biệt là với bà con cô bác hay là anh chị nào mà hay nuôi thỏ thì gần như là không còn xa lạ nữa. Chúng ta hay trồng hoàn ngọc, sau đó là cắt lấy thân lá mang cho thỏ ăn để tránh thỏ nó bị đi ỉa, hay còn gọi là đường ruột cho thỏ đấy. Ngoài ra nữa còn có một công dụng làm thuốc rất hay, đó là mình có đi theo thầy giáo điều tra về cái thuốc, thì ở trên gọi là dân tộc Mường ở Hòa Bình ấy, thì họ còn chuyển tay nhau là với cái rễ của hoàn ngọc này, mình trồng được khoảng tầm 7 năm thì nó còn có gọi là công dụng là hỗ trợ điều trị ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày các bạn nhé. Gọi là đây chỉ là kinh nghiệm của dân địa phương, còn lại để có kết quả chính xác thì chắc là chúng ta phải chờ vào các nhà gọi là bác sĩ đông y hoặc là các nhà khoa học rồi. Ngoài ra thì cây hoàn ngọc này còn được trồng rất nhiều, được sử dụng để làm rau các bạn nha, còn gọi là rau dược liệu đấy, chính thức là phần gọi nó là rau dược liệu đấy. Với quả hoàn ngọc này mình có thể làm rau được các bạn này, mình có thể ăn sống được luôn nhá. Như mình sẽ hái những cái ngọn non như thế này này, đây những ngọn non mình ăn sống được. Tuy nhiên là nó có một cái vị gọi là có một cái cảm giác nhớt, nó hơi nhớt nhá. Ăn nhiều bạn sẽ không ăn được, nhưng mà như có một số người rất thích thì bởi vì cái công dụng của nó nữa, người ta sẽ dùng để ăn sống được này. Hoặc nữa, nếu mà các bạn ăn sống không được, tức là nó có cảm giác nhớt ấy, thì các bạn có thể dùng để nấu canh, hoặc hái những cái ngọn non đã non nó nấu canh hoặc xào nấu. Và trong một cái món khoái khẩu của mình cũng chia sẻ cùng các bạn là mình rất thích lấy cái ngọn hoàn ngọc này, mình pha với mì tôm. Ăn với mì tôm là cực kỳ ngon luôn. Chỉ cần trần qua nước cái là sau đó trộn với mì tôm ăn. Đây. Còn nếu mà chúng ta lấy hoàn ngọc làm trà nhá, thì thông thường là chúng ta sẽ cắt luôn cả thân cành lá các bạn ạ. Đây, những thân cành lá như thế này là mình sẽ cắt cách mặt đất khoảng tầm từ 15 đến 20 phân. Mình mang về sau đó là mình băm thái, phơi khô hoặc là sấy khô để làm trà, hoặc là nghiền ra thành những cái nguyên liệu để mình phối trộn với một số cây thuốc khác để tạo thành những bài thuốc hoàn chỉnh, kiểu như là dạng gọi là trà hoặc là thang thuốc để hỗ trợ điều trị một số bệnh. Như mình đã nói là cây này là thiên về đường ruột các bạn nhé, đường ruột, dạ dày, tá tràng. Đến thời điểm này thu là đẹp các bạn này, bây giờ là mình sẽ gọi là thu đây, như mình vừa mới nói xong là mình sẽ thu cách mặt đất khoảng tầm 15 đến 20 phân. Sau đó là mình sẽ gọi là để lại cái gốc để cho nó bật mầm. Và tầm 4 đến 5 tháng sau là những cái mầm kia nó đầy mọc thành những cái cây như thế này, và mình lại thu tiếp được. Lúc thu thì mình chỉ cần để ý là để tránh những cái lá vàng, khi mà xuất hiện lá vàng thì mình thu, là chỗ đấy sẽ đạt được cái gọi là hệ số và sinh khối cao nhất.
Còn về việc trồng nhé, việc trồng và nhân giống hoặc là chăm sóc cây hàn ngọc là cực kỳ đơn giản các bạn nhé. Cây hàn ngọc này mình nói một cái từ nó hơi chuyên ngành một tí, nó thuộc họ Oro, tức là một họ cực kỳ dễ nhân giống. Các bạn chỉ cần lấy cành về, các bạn ngắt bật lá và các bạn cắm là nó lên. Nếu các bạn phân vân nữa thì các bạn có thể xem lại video mình đã up về cách nhân giống và cách trồng cây hàn ngọc. Mình sẽ để ở dưới phần comment, các bạn có thể tham khảo nếu các bạn cần. Khi nó lên thành cây con rồi thì chúng ta mang trồng, hoặc nếu mà thời tiết mà thuận lợi là chúng ta có thể cắm trực tiếp xuống ruộng cũng được này. Trồng thì nên trồng ở đất ẩm, như ở đây là đây mình đang trồng ở dưới tán của cây trồng ngay và trên đất ruộng luôn đấy, trên đất ruộng hai lúa, nhưng mà bây giờ là múc xung quanh tiền luống để trồng. Nó xanh mơn mởn, nó lên tốt lắm và loài này cực kỳ ít sâu bệnh. Từ khi trồng đến giờ là gần như là mình chưa bao giờ mình phải dùng đến thuốc để phòng trừ sâu bệnh cả, bởi vì là khi kiểm tra vườn cũng không thấy có con sâu hay là nó có bệnh tật gì, lúc nào nó cũng xanh mơn mởn như thế này. Chỉ có việc là mình phải kiểm soát được cỏ thôi. Lúc đầu tiên là nó hơi vất vả, mình phải chặt cỏ một tí, sau đó cây nó lên được như thế này rồi thì gần như là không còn cỏ nữa. Nếu các bạn muốn trồng hoa ngọc thì cứ mình dàn đầu tư thôi, chỉ để ý là gọi là đất cho nó ẩm ẩm một tí là cây nó lên phát triển rất tốt. Hoặc là nếu mà các bạn từng trồng hoa ngọc hay là có ý kiến gì khác thì phản hồi lại nhá, chúng ta cùng giao lưu chia sẻ với nhau. Được rồi, trên đây là mình đã gọi là chia sẻ một chút về cây hoàn ngọc, cây chuyên về dạ dày, đại tràng, tá tràng. Ngoài ra còn được phục vụ ở trong chăn nuôi, đặc biệt là nuôi thỏ. Rất cảm ơn các bạn đã gọi là dành thời gian ghé kênh và xem hết video. Nếu thấy hay, các bạn có thể cho mình một like, một lượt đăng ký kênh. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.